Với vai trò là tuyến y tế gần dân nhất, trạm y tế thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi thời gian qua đã quyết liệt triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả. Đây là một trong những gia đình có F0 đang cách ly điều trị tại nhà. Không quản mưa gió, khi người bệnh cần hỗ trợ, lực lượng y tế thị trấn sẵn sàng có mặt để thăm khám, hướng dẫn F0 điều trị bệnh. Hiện nay, thị trấn Ân Thi đang triển khai tiêm vaccine mũi 3 ngừa COVID-19. Với những trường hợp sức khỏe không đảm bảo tự đi đến điểm tiêm, thì nhân viên y tế của trạm sẽ đến trực tiếp để tư vấn, kiểm tra sức khỏe và tiến hành tiêm. Chồng tôi thì bệnh tim và bệnh huyết áp cao, thế cho nên là ông cháu cũng không đi ra xa để tiêm được, thì là cũng nhờ tất cả các anh em y tế đến tận nhà chăm sóc thì chúng tôi cũng thấy rất là cảm động. Được biết, cán bộ nhân viên y tế của trạm cũng là lực lượng nòng cốt tham gia vào mô hình trạm y tế lưu động phòng chống dịch COVID-19 của địa phương. Với nhiệm vụ kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh, sơ cứu, chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường cho người dân. Cái lực lượng nhân viên y tế trạm rất nhiều công chí đi hỗ trợ cho các tuyến từ trung ương vào điều trị các khu vực F0, bây giờ các khu vực cách ly, tăng cường hỗ trợ trung tâm, các khoa phòng. Anh em cán bộ trạm không có ngày nghỉ nào cả, không có thứ bảy chủ nhật. 2 năm nay rồi liên tục là ngày nào cũng phải thường trực, ngày đêm. Chỉ với 9 cán bộ và nhân viên y tế, nhưng trạm y tế thị trấn Ân Thi, ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hơn 10.000 nhân khẩu trên địa bàn, đã nỗ lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả.